Beside đó thì những cha mẹ mà có con em học ở college á, thì cha mẹ có thể lend các em đó, even các em có income nhiều hơn cha mẹ vẫn có quyền lend các em đó để lấy cái tiền treo tax credit. Beside đó thì các em đi khai thuế riêng để các em lấy lại cái tiền refund của các em khi mà các em đi làm đóng thuế cho federal và cho Cali, thì cái đó là mình lấy được hai đầu thuế về luôn. Cái đó là em chưa bao giờ nghe qua mà có, tại mình cứ sợ là khi mà một đứa học sinh college đi làm việc part time gì đó là mình tưởng là, em nghĩ là những phụ huynh là không được claim nữa, nhưng mà mình vẫn có thể nói là mình đang lo cho em đó. Dạ, không, không, cái quality mà được lem đó là các em phải là full time student. Full time student, even các em ở trên dorm, các em chỉ có về mùa hè với bố mẹ 3 tháng thôi, cha mẹ vẫn lem các em để lấy cái tiền treo tax credit. Và nếu như các em có một cái việc làm, doesn't matter income bao nhiêu, dù có 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 vẫn tới khai để các em lấy về cái tiền chắc refund của Federal và Cali. Cảm ơn chị rất nhiều. Thì là có rất là nhiều cách để mà được lại cái những cái mà mình là benefits cho mình. Dạ, mình benefit cho mình. Dạ, sẵn đây chị còn có những cái bí quyết gì hơn cho quý vị đang ngồi xem muốn biết thì, thêm. Kenny muốn bổ sung thêm á, thì hồi nãy Chelsea muốn muốn curate là lấy nhiều bao nhiêu cho mọi đứa em đó, em trẻ đó, thì hình như là dưới 6 tuổi, dưới 7 tuổi là maximum nha. Cái này nói maximum là họ cho cái đứa bé đó là 3.600. Nhưng mà giống như chị nói là phải phụ thuộc giờ cái income của bố mẹ nữa. Nếu mà income bố mẹ mà vừa đủ cái đó thì lấy về được 3.600. Mà nếu mà cha mẹ mà mình phải đóng thớ lại thì nó offset cái đó lại, hiểu không? Đó là cái vấn đề là maximum cho mọi đứa mà dưới 7 tuổi, hình như là 3.600 chứ không phải là 3.000. Dưới 6 tuổi. Dưới 6 tuổi. Rồi còn từ 6 tuổi đến 17 tuổi, 17 tuổi là được, hình như khoảng là 3.000. Còn mà nói về hồi nãy chị Vy có nhấn mạnh về cái những đứa mà đi, những em mà đi học đó, college đó, thì dưới 25 tuổi hả chị? 25 tuổi mà mình đi học, mình làm, học full time, làm có income, thì bố mẹ vẫn claim đỡ mà làm cái tax deduction. Nhưng mà mấy em đó ví dụ là làm có trả thớ thì mình cũng đi khai đỡ mình lấy cái tiền mình đóng lại, hoặc là mình làm mà mình không có trả thớ thì mình phải đi khai đỡ mà mình phải trả cái thớ lại thuế. Tại vì cái income á, là nó gồm có cái W2. Nhiều em á, họ đi giống như là làm hầu bàn đi, hoặc là mấy em làm trong các tiệm nước đi, thì có thể ở đó người ta trả cash cho mấy em. Cái cash đó là một cái income của mấy em đó. Là các em cũng đi, nên đi khai thuế để các em đóng tiền thuế lại cho Federal. Có nghĩa rằng là ở cái đất nước này nó rất là công bằng. Chị đi làm, chị đóng thuế, cuối năm chị khai, chị lấy về. Đúng không? Nhưng mà nói chung là mình á thì người ta report bao nhiêu thì mình sẽ khai bao nhiêu, phải không? Ví dụ như họ đưa mình cái 1099 là 10.000, 9.000 thì mình phải đi khai cái lực của nó là dưới 12.600 á thì mình không cần phải đi khai thớ. Ok, nhưng mà giống như mình nói, nếu mà mình nhận cái 1099 có nghĩa là cái trách nhiệm của mình là phải trả thớ, nếu không trả thớ sau này nó biết được nó sẽ phạt mình. Mà ví dụ như mình nhận cái W2 á mà mình đã đóng cái thớ trên cái số tiền mà mình trả thì mình vẫn đi khai để mình lấy cái số tiền đó lại. Em muốn correct một chút xíu là cái 12.600, chính xác là 12.550 đô. Cái đó là cái tiền deduction cho một single, cho người độc thân. Đó là lý do mà tại sao mà khuyến khích các em có việc part time, full time nên đi khai thuế để lấy lại cái tiền đó cho mình. Một cặp vợ chồng thì cái deduction, standard deduction đó, nó sẽ là 25.100. Và cho head and household nó sẽ là 18.800 đô. Năm ngoái á, thì là cho người độc thân á, là chỉ có là 12.400. Nhưng mà năm nay hơn được 150 đô. Tất cả mọi cái đều hơn được 150 đô. Thì mình sẽ đi khai thuế để mà mình lấy cái đó. Tại vì mình có được một cái deduction đó,
tiền mình đóng thuế mình bị deduction và đó là chính cái tiền mình lấy lại được từ cái thuế mình đóng thuế. Đây là lý do tại sao hồi xưa em không học thuế được, nó nhiều năm rồi quá, nhiều số quá. Thì khi mà quý vị mà có như Chelsea Kerr hay là muốn biết thêm nhiều chuyện về thuế là cái tại mỗi income mỗi khác nhau, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh thì cứ liên lạc cho anh và chị. Thì có lúc đó là anh chị có thể cố vấn thêm, nói thêm về riêng mỗi gia đình, mỗi trường hợp khác nhau. Mình nói về chuyện ly hôn đi. Khi mà hai vợ chồng mà đã ly hôn rồi thì cái thuế nó phải khai như thế nào nữa? Khi mà về ly hôn á, thì thường có cái cha mẹ mà ly hôn thì thường người nào giữ con người kia phải child support, đúng không? Thì trước năm 2019 á, thì cái người mà được receive hoặc là cái người mà phải trả cái tiền đó, hai bên đều phải khai. Nhưng mà cái người nhận á, là bị taxable. Cái người mà trả thì non-taxable. Nhưng mà sau cái năm 2019 á, thì cả bên nhận và bên trả thì đều là non-taxable hết. Nhưng mà bắt buộc phải khai thuế. Cái gì bây giờ cũng mà tính tới phải khai ra hết cho chính phủ. Thì khi mà mình nói về thì như Chelsea có nói là mỗi một trường hợp đều khác hết. Thì ở trong đó là bây giờ mình không nói được hết trường hợp nào. Thì là khi mà như Chelsea biết đó là nếu mà mình take care cho người nào đó, mình có thể claim họ luôn, phải không? Thì nhưng mà bây giờ là mình nói về con nít rồi còn những con thú yêu, mình có claim được họ hay không? Thú yêu chắc mình nghĩ tại vì Chelsea có nghe qua cái chuyện đó, nhưng mà Việt Nam mình thì ít lắm, nhưng mà Mỹ có thể họ làm vụ đó rồi. Thì có nghĩa là mình phải đọc thêm research. Thì rồi mình còn có chuyện gì trong thời gian mà anh chị đã làm, mà bây giờ mình khai thuế chưa, mình đã giúp cho quý vị rồi phải không? Cái sai của cái nhà, cái sai của mình là đã làm tầng này là tầng thứ ba rồi. Thì thứ bảy tầng này là tầng thứ tư. Thì nói chung là năm ngoái á, thì quý vị tới rất là đông, là tại vì nó có những cái chương trình giống như stimulus check. Năm nay á, thì nó không có những cái đó nữa, cho nên cô chú không có có kế mà khai. Thì có những người họ đi làm, họ có income thì họ khai. Phải không chị? Cái thật sự á, không phải là năm nay không có nhiều khách, mà mình nghĩ là còn mới. Có nhiều người những cái form họ chưa về. Thành ra họ không thể nào họ khai được. Và cái năm ngoái á, thì là ở phần đông họ lấy lại được nhiều. Tại vì cái năm á, là cái năm 2019 là Covid. Sau đó tất cả mọi người đều được cái stimulus check, đúng không? Thì á, họ cái stimulus check lần đầu tiên mình được là 1.200, cái thứ hai là 600. Nhưng mà có những cô bác giống như là lập cái tiền an sinh xã hội á, họ không có nhà băng, họ không đi khai thuế bao nhiêu năm nay rồi. Thành ra chính phủ không có cái information của họ. Thì những người mà direct deposit họ nhận được, còn những người đó họ không nhận được. Sau đó thì chính phủ mới gửi ra những cái check cho những người đó, nhưng mà có một số nhận được và một số thì bị mất. Thành ra cái năm ngoái họ đi khai thuế để mà họ, nếu mà họ có một cái nhà băng, họ bỏ nhà băng cái account với cái routing number. Nếu mà có những cái trường hợp xảy ra giống như Covid-19 xảy ra vừa rồi đó, thì có những cái tiền giống như là trợ cấp của chính phủ thì họ sẽ nhận được direct deposit luôn. Thì năm ngoái á, họ khai á, thì một số người mà không được cái stimulus check lần thứ nhất, lần thứ hai, 1.200 và 600, thì khi họ khai thuế họ lấy lại được. Và năm nay cũng vậy, nếu những ai không nhận được 1.400 cái stimulus check lần thứ ba thì đi khai thuế thì sẽ lấy lại được cái 1.400 đó. Cái đó là mình nói về federal, những cái chương trình trợ cấp của chính phủ. Tụi này có thể giúp quý vị, ví dụ không có, chưa có khai thuế năm 2019, 20 và năm nay là 21, thì quý vị vẫn tí đến để mà khai. Ví dụ như mình chưa có nhận được những cái stimulus check mà mình không, từ bây giờ mình gọi lên IRS thì nó rất là lâu, đợi phiền lắm mà nhiều khi không có giúp được quý vị á, thì quý vị là chưa có những cái stimulus check đó, thì tới đây tụi này sẽ giúp khai trở ngược lại từ 2019, 20 và 21 để cho quý vị có cái số tiền đó. Wow, vậy là mình có thể đi ngược lại thời gian. Còn những người mà đã nhận cái stimulus check rồi á, mà không nhận được cái thơ của chính phủ gửi ra, thì quý vị không có sure là mình nhận được chưa, thì cứ check ở trong cái nhà băng của mình đó. Thì nó sẽ vô, hình như mình nghĩ là từ tháng 3 cho tới bây giờ. Có những người lãnh sớm, những người lãnh chậm, mà nó sẽ direct deposit vào trong cái nhà băng của mình. Khi mà nó vô thẳng nhà băng thì mình không có cần cái thơ của trên IRS gửi cho mình là ồ tôi đã nhận được. Thì khi khai thuế quý vị vẫn phải nói cho mình biết để mình
bỏ vô trong đó là quý vị đã nhận được rồi. Nếu lỡ như mình bị mình nhận rồi mình không có biết, mình khai bây giờ mình được thêm lần nữa. IRS họ sẽ biết khi mình bỏ trong cái system á, yeah. mình send lên á thì chính phủ họ biết là mình nhận được rồi hay là chưa nhận. Yeah. Nhiều người họ không có sure đó, thì họ nói là ô tôi chưa nhận, nhưng mà ở trên đó họ biết hết.